viện vật lý là đồ trường đại học quốc gia Hà Nội đã được nhà nước công nhận luôn, độc quyền luôn à. Sản phẩm này có 9 thành phần. 9 thành phần, đây là phên chính, hai phên chính. Cô đã được nghe hướng dẫn chưa ạ? Phên này sẽ đặt xuống dưới, sau đó ta giải đỗ lên, giải đều lên phía trên, giải đều đỗ lên phía trên như này. Giải lên cái mặt này càng đều càng tốt. Và một khoảng 200 gram đến 350 gram đỗ. Một lát nữa cháu sẽ nói về cái quy trình ủ giá. Sau khi giải đỗ đều lên thì chúng ta sẽ cho cái phên thứ hai, phên chính thứ hai úp xuống, cái hướng bốn chân úp xuống ạ. Đấy, úp xuống. Ai đi qua thì mình đứng vào đây cho Nga đi thôi. Úp xuống, cái phên mỏng này là để che ánh sáng. Cái này là họ làm đã thiết kế là song song để giá nó phát triển ở trong ưa tối, phát triển trong bóng tối. Mình đặt để cho che ánh sáng đi, đặt xuống, đặt giữa luôn rồi. Đấy, đây là cái ống định hướng thanh ngang đặt ra để giữ lò xo. Đó, mình đặt ngang này rồi, rất đơn giản, dễ dàng đúng không? Cô kia có không ạ? Đây cô, ống định hướng để lò xo đây. Đây, đắp như này, xong, đi xong. Thiết bị này làm giá đỗ rất dễ dàng. Sau 3 đến 5 ngày là chúng ta có sản phẩm giá sạch, ngon, sạch, trắng tại nhà, bổ dưỡng cho chồng con và gia đình. Ống này lắp vào đây chính là cái cải tiến của phiên bản 2, đây là ưu điểm tối ưu của phiên bản 2. Phiên bản 1 là chúng ta phải dùng khách hàng ai đã dùng phiên bản 1 rồi sẽ dùng lò xo và phải điều chỉnh bu lông và lò xo, nhưng phiên bản 2 giờ chúng ta đã dễ dàng hơn rất nhiều, không phải điều chỉnh lò xo nữa. Bao tiền mà 320.000 một chiếc. Bà con cô bác chỉ việc đây. Cải tiến thứ hai nữa là phiên bản 2 có nắp đây, rất an toàn với sản phẩm luôn ạ. À, chống dị vật vào đây, em đã hoàn thành được cái thao tác gọi là chuẩn bị. Còn về ngâm khi mà trước khi làm cái quy trình ủ giá thì bà con cô bác anh chị là ngâm từ 200 đến 350 gram giá đỗ. Lần đầu tiên làm ấy, thì sẽ ngâm ở trong nước ấm, loại bỏ hạt hồng, hạt lép, xong rồi mình giải đều lên cái phên một vừa em vừa nói xong. Thì mình sau đó mình chỉ việc ủ nước là cho giá uống nước là từ 2 đến 5 lần, mỗi lần 3 đến 5 phút thôi. Và hàng ngày là khi cho uống nước, cái nút silicone này là bịt lỗ thoát nước, chỉ khi nào mình cho giá uống nước và ngâm thì mình bịt, còn lại là mình bỏ ra để cho giá có thông thoáng. Sau 3 đến 5 ngày là bà con cô bác và anh chị đã có giá sạch để phục vụ gia đình rồi. Khi mình dỡ giá thì mình bỏ này ra, dỡ giá nhấc lên và vỗ ra giá. Đây là sản phẩm giá sạch đây. Đấy, cái sau nó lên, sau này nó sẽ tự đẩy nó so lên.